các bạn đã quay trở lại kênh youtube tí việt camo của mình thì hôm nay mình làm cái video là các bạn bởi vì khi mà xem qua cái lịch sử phát triển của bitcoin eth và đến bi thì rất là nhiều cái cái giống nhau các bạn ha cái phản ứng của cộng đồng rất là giống nhau thì bây giờ chúng ta hãy xem bài viết này rất là hay hy vọng là cái thông tin này nó sẽ hữu ích cho các bạn À, để các bạn nhìn nhận bi đúng giá trị ha Này Thời gian cho đến lịch sử các bạn Thì đầu tiên là Satoshi Nakamoto Một ngày nọ dám tin rằng các giao dịch có thể được thực hiện ngang hàng Một cách an toàn mà không cần trung gian Và cho phép một người có toàn quyền đối với tài chính của họ Và Bitcoin ra đời năm 2008 người ta kêu là lừa đảo, phần còn lại là lịch sử, đúng không các bạn? người ta kêu gọi là lừa đảo đấy. đó. số 2. Vitalik Buterin đánh giá chỉ thực hiện các cuộc trao đổi là không đủ cho cuộc cải cách tiền tệ mới này. để đảm bảo an ninh và tốc độ của các sàn giao dịch ngang hàng, ông đã thêm các hợp đồng thông minh để tiền kỹ thuật số có thể được sử dụng trong các sàn giao dịch quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta, mua đất, ô tô, nhà, cổ phiếu và trái phiếu trong các công ty, có chữ ký hiệp ước giữa các quốc gia vân vân. Và vào năm 2015 thì Ethereum ra đời, người ta kêu lừa đảo một lần nữa, phần còn lại là lịch sử. À thì các bạn biết rồi, lịch sử đến bây giờ Bitcoin hơn 1 tỷ rồi thì Việt Nam đúng không? Còn uh, editor đi hôm thì cũng hơn 4.000 đô rồi các bạn. Rồi, đến cái phần số 3 quan trọng nè. Nicholas Kokalis đã rút ra bài học từ ông ấy về hai trường hợp lớn này và nhận thấy rằng những loại tiền tệ này đã thay đổi thế giới tài chính nhưng vẫn không giải quyết được những vấn đề lớn mà nhân loại đã biết từ buổi bình minh như phân phối không đều sự giàu có trong một phạm vi ngắn khi nói đến việc sử dụng các loại tiền này trong nhu cầu hàng ngày của chúng ta dù nhỏ đến đâu khả năng tiếp cận đối với mọi tầng lớp trong xã hội vân vân và đã khởi chạy dự án bi vào tháng 3 năm 2019 do đó để do đó việc tham gia vào chuỗi khối chính được lên kế hoạch vào cuối năm nay vân vân mọi người vẫn đang khóc lừa đảo nhưng sẽ bị vượt qua bởi các sự kiện và đến lần thứ ba này người ta cũng nói lừa đảo ha các bạn ha cần lưu ý rằng thị trường tiền điện tử có giá trị vượt quá 3.000 tỷ đô la và hai loại tiền tệ chính nắm giữ thị trường cũng đã được khai thác ngay từ đầu nó cũng miễn phí giống như bi ngày nay nhưng theo một cách khác và rằng giá trị thị trường của họ cũng phụ thuộc vào cuộc cách mạng mà mỗi người trong số họ đã mang lại. Có hơn 10.000 loại tiền điện tử với tổng số khoảng 80 triệu người dùng. Nhưng đối với dự án bi chưa được khởi chạy, chúng ta đang nói về khoảng 30 triệu người dùng đang hoạt động và hơn 13 triệu ví mở cho đến nay là những gì bạn tưởng tượng về tác động mà đồng tiền này sẽ mang lại cho thị trường tiền điện tử khi ra mắt số lượng người đứng sau nó và cả tầm quan trọng của đồng tiền này đối với cuộc sống của người dùng nó. khi ghê chưa các bạn? Khủng khiếp. Chúng ta đang nói về, chúng ta đang nói ở đây về hệ sinh thái tuyệt vời từng được xây dựng xung quanh một loại tiền. Tệ. là bi đó các bạn. Đó. Mình nghĩ là cái bài này rất là hay đó các bạn. Ha. Hy vọng là nhờ đó mà các bạn sẽ yêu mến bi nhiều hơn. Tích cực đầu bi các bạn. Rồi à, nhớ cho mình một like trên video các bạn nha để mình sẽ tìm kiếm kiếm cái thông tin hữu ích mình cung cấp cho các bạn để à, cùng nhau lan tỏa bi các bạn nha rồi nếu có gì à, cần hỏi bạn có thể bình luận cái video nha và nhớ đăng ký kênh youtube của mình sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào còn bạn nào chưa đăng ký bi hãy vào mô tả video đăng ký cho các bạn mã giới thiệu của mình vẫn là bi nha các bạn rồi chúc các bạn thành công xin chào và hẹn gặp lại